Cái đèn chớp nó không được rõ lắm ha. Mai là nó chỉ thấy mờ mờ vàng vàng. Đây quá. Rồi uống bia đi. Tiếp tháng này mai chứ. Lúc chạy dừng lại xé nào. Trời. Nếu chị có yêu cầu thì thầy em đàn em đi hỏi công ty. Dừng hôm tháng bót lên là công ty. Chạy coi.